Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước chỉ đạo sẵn sàng các biện pháp quản lý điều hành giá kịp thời, hiệu quả. Xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước có thể đạt trên 60 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 sẽ giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công. Sau đây sẽ là một số thông tin về tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, chỉ đạo định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để sẵn sàng các biện pháp quản lý điều hành giá kịp thời, hiệu quả. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường để sẵn sàng các giải pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu, nhất là bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ sắp tới. Tiếp tục rà soát để thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công theo lộ trình thị trường và các mặt hàng do nhà nước quản lý theo nguyên tắc thị trường, thực hiện đánh giá tính toán kỹ tác động để tránh gây xáo trộn lớn về mặt bằng giá cả, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, thực hiện công khai minh bạch thông tin về giá và công tác điều hành giá của Chính phủ. Ban chỉ đạo điều hành giá các bộ ngành địa phương để kiểm soát lạm phát, phấn đấu mục tiêu đến hết năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng cả nước bình quân không vượt quá 4%. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tháng 10 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước ước đạt hơn 5,9 tỷ đô la Mỹ, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng đạt trên 51 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu nhóm lâm sản ước đạt thặng dư tăng gần 19%, nhóm thủy sản thặng dư tăng hơn 17% và nhóm nông sản thặng dư tăng 4,2 lần. Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam, với thị phần chiếm hơn 48%. Hai thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu. Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản là ba thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, thị trường Hoa Kỳ có mức tăng trưởng mạnh nhất. Với đà tăng trưởng trong 10 tháng qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước có thể đạt trên 60 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Bộ Công Thương khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện giao dịch với các nền tảng thương mại điện tử chưa được Bộ xác nhận đăng ký tại Cổng Thông tin Quản lý Hoạt động. Các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới như Temu, Sten, 1688 đã tiến hành các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam nhưng chưa đăng ký hoạt động với Bộ Công Thương. Bộ Công Thương yêu cầu Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, tăng cường truyền thông, hướng dẫn người tiêu dùng thận trọng khi thực hiện mua sắm trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới nói chung và các nền tảng như Temu, Shen, 1688 nói riêng. Tham mưu cho lãnh đạo Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu phương án giám sát quản lý hàng hóa nhập khẩu lưu thông qua các sàn thương mại điện tử chưa tuân thủ các quy định của pháp luật tại Việt Nam. Giá ga bán lẻ tại thị trường trong nước tháng 11 tiếp tục tăng theo giá thế giới. Đây là tháng thứ tư liên tiếp giá ga bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng. Cụ thể, giá ga bình Petrolimex bán lẻ tháng 11 năm 2024 trên thị trường đã được điều chỉnh tăng lần lượt là 11.200 đồng một bình 12 kg và 44.900 đồng một bình 48 kg, lên mức 467.300 đồng một bình dân dụng 12 kg, 1.869.200 đồng một bình công nghiệp 48 kg. Theo các doanh nghiệp, giá ga tháng 11 tăng do hợp đồng giá ga thế giới bình quân tháng 11 ở mức 632,5 đô la Mỹ một tấn, tăng 10 đô la Mỹ một tấn so với tháng 10 và biến động tỷ giá tăng. Tính từ đầu năm đến nay, giá ga bán lẻ trong nước có 7 lần tăng, 3 lần giảm giá và 1 lần không thay đổi. Ngành sản xuất của Việt Nam trong tháng 10 năm 2024 đã ghi nhận quá trình phục hồi sau ảnh hưởng của bão Yagi với sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại. Đây là nội dung được nêu trong báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global. Cụ thể, chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất Việt Nam đã đạt kết quả 51,2 điểm trong tháng 10 năm 2024, tăng so với 47,3 điểm của tháng 9 và đã vượt lại lên trên ngưỡng 50 điểm sau khi chịu ảnh hưởng gián đoạn do cơn bão Yagi gây ra tháng trước. Báo cáo của S&P Global ghi nhận, cùng với mức tăng của tổng số lượng đơn đặt hàng mới, số lượng đơn hàng xuất khẩu mới cũng tăng trong tháng 10. Tồn kho hàng tiếp tục giảm khi hàng hóa đầu vào đã được dùng để hỗ trợ tăng trưởng sản lượng. Doanh số bán hàng tăng, hy vọng về điều kiện thị trường ổn định và kế hoạch mở rộng kinh doanh, tất cả
đã góp phần vào kỳ vọng tích cực về sản lượng ngành sản xuất của Việt Nam trong năm tới. 10 tháng năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đã đón gần 14,7 triệu lượt khách du lịch với tổng thu du lịch đạt hơn 32.440 tỷ đồng, tăng 38,5% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra sôi động. Tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng và khai thác đa dạng sản phẩm du lịch đặc trưng, tăng cường công tác quảng bá xúc tiến, đẩy mạnh thu hút đầu tư, liên kết phát triển du lịch với các trọng điểm du lịch cả nước. Nhờ vậy, đến thời điểm này, ngành du lịch tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành vượt kế hoạch mục tiêu đề ra của cả năm 2024. Trong những tháng cuối năm, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động liên kết phát triển du lịch với các tỉnh thành phố trọng điểm về phát triển du lịch như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tổ chức một số hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao du lịch hấp dẫn, qua đó tiếp tục khẳng định sức hút của Thanh Hóa trên bản đồ du lịch cả nước. Thưa quý vị và các bạn, xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm then chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phát động chiến dịch 60 ngày đêm tăng tốc hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, với mục tiêu đến ngày 31 tháng 12 sẽ giải ngân 100% nguồn vốn được giao. Bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành và các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đang được đẩy nhanh tiến độ. Tính đến hết tháng 10 năm 2024, thành phố đã giải ngân đạt 96% kế hoạch vốn được giao, đứng đầu khối các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công ngay trong tháng 11 này. Đơn vị thi công đang tiến hành bổ sung thêm máy móc, thiết bị và phương tiện để phục vụ thi công hệ thống thoát nước cộng với lại hệ thống kết cấu mặt trên đoạn đại lộ Nam Sông Mã của phường Quảng Châu. Hiện tại thì đơn vị nhà thầu thì làm đến đâu thì cũng được phía thành phố tạo điều kiện và giải ngân đến đấy. Tại huyện Nga Sơn, ngay sau khi được tỉnh bổ sung thêm hơn 136 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công trong 2 tháng cuối năm, địa phương này đã tổ chức giao ban với các chủ đầu tư, đơn vị thi công các dự án trên địa bàn nhằm ra soát, đánh giá lại tiến độ, bàn các giải pháp, kịp thời giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch giao. Về cái nguồn vốn mà bổ sung cho nhiệm vụ giải phóng mặt bằng thì về phía ban quản lý dự án sẽ phối hợp với các phòng ban ủy ban dân huyện để sớm phê duyệt được phương án và chi trả tiền cho các hộ dân sớm nhất. Đối với cái khối lượng thi công dự án thì các nhà thầu có cái cam kết cho cái việc thực hiện khối lượng thi công để đảm bảo cái việc giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án. Tính đến ngày 28 tháng 10, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 9.300 tỷ đồng, bằng 65,9% kế hoạch, cao hơn 10,8% so với cùng kỳ và đứng trong nhóm các tỉnh thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước. Trong đó có 6 chủ đầu tư địa phương giải ngân đạt và xấp xỉ đạt 100% kế hoạch vốn, 80 dự án đã giải ngân đạt 100% kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn 31 chủ đầu tư địa phương giải ngân thấp so với tỷ lệ giải ngân trung bình của cả tỉnh. Tiến độ một số dự án trọng điểm vẫn chậm, công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương còn vướng mắc. Theo kế hoạch, 2 tháng cuối năm 2024, tỉnh Thanh Hóa phải giải ngân hơn 4.820 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng giải ngân hơn 2.410 tỷ đồng. Đây là khối lượng rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng hơn nữa của các ngành, các địa phương, đơn vị. Khi có khối lượng lên là cũng chỉ đạo với các phòng ban cũng như là trong bộ phận của ban quản lý để giải quyết ngay cái công tác thanh quyết toán theo quy định để đạt được cái chỉ tiêu về công tác giải ngân đạt 100% theo cái định hướng mình đề ra. Những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa luôn nằm trong nhóm các tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công. Quan điểm của tỉnh là không chủ quan trước mọi tình huống, tranh thủ tối đa các điều kiện và nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành kế hoạch đề ra. Với kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, Thanh Hóa quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công được giao. Bản tin tài chính thị trường xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.